đắm say dòng tha mãi là căn nguyên sinh tử luân hồi. Muôn lên bờ tịch xưa ba chánh đạo đi từng bước thành thơ, lạy đấng minh hạnh túc. Kính chào quý khán thính giả đang lắng nghe chương trình thảo luận Phật pháp của Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính thưa quý vị, kính thưa quý học viên hai lớp cao đẳng và sơ trung đẳng Phật học của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Hôm nay thầy giám viện Huyền Châu đã cho chúng ta thêm một chương trình mới, đó là chương trình thảo luận Phật pháp. Đây là một cơ hội để chúng ta tự học, tự đem những kiến thức của mình đã học được để kiến giải với nhau, rồi sau đó chúng ta áp dụng vào cuộc sống tu tập của cho riêng mỗi người. Đây là lúc mà chúng ta thực tập cái câu nói của Đức Phật Thích Ca đã dạy: các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Bây giờ, kính thưa quý vị, tất cả các thành viên đang ngồi ở đây đều là những cũng chỉ là những học viên của hai lớp cao đẳng và sơ trung đẳng Phật học của chúng ta, cho nên qua cuộc thảo luận hôm nay, mong quý vị học viên của cả hai lớp theo dõi, rồi sau đó chúng ta sẽ gửi thư để góp ý bổ sung cho những kiến thức mà chúng tôi ở đây còn thiếu sót, rồi từ đó chúng ta học hỏi cùng với nhau. Đích thân thầy giám viện sẽ xem những lá thư này và thầy sẽ cho phổ biến những nội dung nào góp ý mà có tính chất hữu ích và có tính chất xây dựng vào trong các cuộc thảo luận kế tiếp. Bây giờ xin mời các vị học viên hiện diện trong chương trình thảo luận hôm nay gửi lời chào đến quý khán thính giả và quý học viên của hai lớp cao đẳng và sơ trung đẳng Phật học. Trước hết, lễ đạo xin kính chào quý khán thính giả đang xem đài và các bạn học viên. Bảo Châu xin kính chào quý khán thính giả và quý học viên hai lớp cao đẳng và trung đẳng. Kính thưa quý khán thính giả, Minh Từ xin kính chào quý thính giả và quý học viên cùng tham dự chương trình mới của chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa quý học viên, trong buổi thảo luận hôm nay, thầy giám viện đã chọn cho chúng ta một đề tài, đó là kinh Bahiya. Bài kinh này hôm qua Viện Phật học cũng đã email cho tất cả quý học viên. Thì quan viên mong là quý học viên đã có thời gian để xem bản kinh này trước. Thì trước hết, quan viên xin được tóm tắt nội dung của bản kinh này và chúng ta sẽ đi vào phần thảo luận. Bản kinh Bahiya này nói về một thương nhân. Ông tên là Bahiya Darusiriya. Ông là một nhà buôn và trong khi đoàn thuyền buôn của ông đi trên đường thì đã bị sóng bão sóng đánh đắm hết tất cả. Chỉ riêng một mình ông sống sót và ông bị rơi vào một cái hoang đảo. Sau đó ông đến một nơi có người, nhưng mà trên người của ông thì không còn một mảnh vải, cho nên ông đã dùng lá cây, vỏ cây để che thân và ông đi khất thực ở trong làng. Thì dân chúng trong làng thấy ông, không hiểu sao người ta họ cúng dường rất nhiều và họ bảo nhau rằng trong làng của chúng ta có một vị thánh chính A-la-hán. Ban đầu thì thương nhân Bahiya rất là ngạc nhiên, nhưng mà sau đó ông với một thời gian được nhận của cúng dường quá nhiều, ông ta lại nghĩ rằng mình là một A-la-hán thật sự. Thì lúc đó có một vị tiên nhân từ trên trời. Vị tiên nhân này là trong tiền kiếp đã nhiều đời là bà con của ông. Thì vị tiên nhân này thấy thương xót cho ông, cho nên mới đến bảo rằng: này Bahiya, ông không phải là A-la-hán và ông cũng không hề đi trên con đường của một vị thánh. Bây giờ ông phải mau mau đi đến thành Xá Vệ gặp Đức Phật để xin Ngài thương xót chỉ dạy cho ông một con đường tu tập. Một duyên lành nào đó thì sau khi nghe vị tiên nhân nói thì Bahiya đã vội vã lên đường. Thì theo trong bản kinh văn mà chúng tôi tham khảo thì ông đã đi suốt ngày suốt đêm, ông chỉ nghỉ một chút xíu thôi. Khi đến Tinh Xá Kỳ Viên, ông không thấy Đức Phật đâu. Hỏi thăm thì mọi người bảo là Đức Phật đã vào thành Xá Vệ để khất thực. Thương nhân Bahiya vội vã đến gặp Đức Phật và quỳ xuống tác bạch xin được cầu giờ giới pháp. Lần thứ nhất Đức Phật chối từ, lần thứ hai ông cầu xin Đức Phật cũng chối từ, rồi lần thứ ba khi ông cầu xin Đức Phật đã cho ông một bài pháp rất là ngắn. Nhưng mà khi Đức Phật vừa nói xong là ông liền chứng quả A-la-hán. Thì sau khi thương nhân Bahiya chứng quả A-la-hán
Đức Phật bảo ông hãy đi tìm ba y một mình bác để được thọ giới tỳ kheo. Nhưng mà vừa quay ra ông đã bị một con bò. Và cũng theo trong kinh văn nói rằng con bò này đã bị một con quỷ dạ xoa, nó nhập vào và nó hút ông chết. Thì sau khi ông chết, Đức Phật đã dạy bảo chư tăng là thiêu xác ông và lập tháp thờ cúng đúng như một vị bậc thánh A-la-hán. Thì thính thưa quý vị, đó là nội dung của bản kinh mà chúng ta sẽ thảo luận hôm nay. Chúng ta sẽ không có đi vào chi tiết về những từ ngữ, ngôn ngữ trong này, bởi vì theo như lời thầy giám viện nói thì chúng ta sẽ tự tìm hiểu lấy. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào buổi thảo luận bằng những câu hỏi để chúng ta cùng tìm hiểu nội dung của bản kinh. Trước hết, chúng ta thấy rằng Ngài Bahiya đã chứng quả thánh quả A-la-hán. Mà theo chúng ta hiểu, đã học từ lâu nay, A-la-hán nghĩa là một bậc ứng cúng, tức là một bậc có đầy đủ các phước báu để nhận sự cúng dường của cả trời và người. Thế thì tại sao một bậc A-la-hán với phước đức như vậy mà vẫn bị một con bò hút chết? Thì kính mời anh Minh Từ cho kiến giải của mình về vấn đề này. Dạ, kính thưa quý thính giả, quý học viên, và Minh Từ cũng tham khảo qua bài chú giải, thì Minh Từ nghĩ rằng không có việc gì là tự nhiên cả. Mình bình thường thì mình nghĩ rằng là tự nhiên, nhưng mà thật sự ra thì nó có căn nguyên của nó. Ở đây chúng ta phải nghĩ đến vấn đề về lý thuyết về nhân quả. Thì có gặt quả thì là tại vì mình có gây nhân, cho nên là cho dù là có đã đạt được quả vị A-la-hán là quả vị cao tột cùng rồi, nhưng mà mình trước đó mình đã gây cái nhân như thế nào thì mình vẫn phải tuần tự mà trả như vậy. Thì bây giờ Minh Từ có thể lược qua một số những cái chi tiết mà cho quý vị thính giả, quý vị học viên cùng được hiểu là nhân duyên gì mà phải bị như vậy. Thì là vì theo như nhiều trường kiếp trước đây thì ông thương gia Bahiya đã cùng với bốn người bạn khác trong nhóm của mình, tất cả là năm người, thì đã có vì sinh ra là giàu có, cho nên là cũng gây nên nhiều cái ham muốn sắc dục, hoặc là về những cái phiền não đó nó gây ra cho mình, cho nên là mình tạo thêm nhiều cái nhân mà mình không biết được, và vì giấu giếm những cái nhân đó mà sau này mình có nhận được cái quả. Thì trong những cái đời hiện tại có thể nhìn không thấy ra, nhưng mà nói chung là những cái nhân đó là cùng với những bốn người bạn ngày xưa đã phạm hạnh, đã cùng nhau mà hãm hiếp một người con gái, cho nên là làm cho cái người con gái đó vô cùng họ sợ hãi, và họ là căm thù khi rồi lại đem họ đi giết nữa, đem cô đó đi giết nữa, cho nên để mà coi như là để hủy tán cái nhân chứng đó, thành thử hoặc là bỏ đi cái tội ác đó của mình, tưởng rằng là chỉ có luật pháp là có thể qua mặt được, nhưng mà không ngờ rằng là sự việc nó đã xảy ra cho đến về sau này. Thì sau này cho vì các người đó vẫn là có bốn cái vị này, tức là trong đó có ông thương gia Bahiya, ông tuy rằng ông có đã chuyên tu, đã có tìm cầu đến vấn đề giải thoát giác ngộ, cũng tìm hiểu về là sửa sai về tâm tính nhiều, nhưng mà vì cái kết thù oán đó cho nên là bây giờ cho đến đời sau này họ vẫn phải tìm đến ông. Mà cái cô gái mà đã bị các ông giết đó thì là vì là lúc mà còn mất đó thì đã chết trong cái tâm oán thù và là phiền não uất hận rất là nhiều, mang cái tâm đó mà giữ cho đến khi qua đời, mà vẫn hứa rằng sau này sẽ gặp các ông để mà trả thù. Cho nên rằng là cái nhân duyên ngày hôm đó, cái thời gian ngày xưa, các tiền kiếp ngày xưa đã đi theo đến về sau này, mà làm cho ông thương gia này mà không tránh khỏi, cho dù ông đã cố lòng quyết tâm để mà tu sửa đổi để mà trở thành đó là bậc đó là A-la-hán. Cho nên là các sau này thì cô này cũng mới đã tìm ông rất là nhiều, tìm biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, nhưng mà ông vẫn không tìm được. Thì cái lần đó thì đây là cái dịp cuối cùng để mà có thể mà, tại vì ông cái phước của ông đã hết rồi, cho nên là
cái duyên nó đến, nó tác là cùng với cái nhân thì mình sẽ có cái quả. Đó là theo đọc bài và là tìm hiểu qua bài chú giải của cái phần thầy đã hướng dẫn cho, để ra Minh Từ xin được cho một chút xíu về giải thích như vậy. Vậy thì anh Minh Từ hãy cho biết là tóm lại cái câu trả lời của anh là khi một vị chứng A-la-hán mà vẫn bị chết bởi một con bò hút như vậy là bởi vì nhân và quả. Dạ. Từ tiền kiếp. Dạ. Thì theo cái đọc bài của Minh Từ và những cái sự là học của mình bao nhiêu lâu nay, mình nghĩ rằng là không làm gì được mà phải chúng ta phải hiểu về vấn đề là lý nhân quả. Cái đó là điều quan trọng nhất. Thành thử là có gây thì mới có gặt. Thành thử ra chắc chắn là cho dù mình có làm chuyện gì đi nữa thì mình cũng phải tuần tự trả lại những cái nhân mà mình đã gây trước đây. Vâng, cảm ơn anh Minh Tề. Vậy thì cũng theo cái luận điểm này, chúng ta thấy rằng thương gia Bahiya sau 7 lần sóng đánh, tất cả mọi người đều chết hết, có một mình ông không chết. Thì đó là cái lý do gì theo cô Lệ Đạo? Cô nghĩ là có phải đây là một cái nguyên nhân cũng tiền kiếp nhân quả hay không? Cô có kiến giải gì khác trong vấn đề này? Theo Lệ Đạo nhận thấy á, thì tất cả mọi chuyện trên đời xảy ra không ngoài nhân quả. Và cái nhân đó nó không phải ở hiện tại chúng ta đã làm, mà chắc chắn ở ông Bahiya này, cái nhân nó từ tiền kiếp rất là lâu xa. Thì tại sao 7 lần sóng đánh mà ông không chết, tất cả những vị ở trên thuyền của ông đều chết hết mà ông không chết? Thì một điểm chúng ta biết là một tối thân của một vị chứng A-la-hán thì vị đó sẽ không bị chết vì tai nạn. Đúng, đó là cái câu hỏi mà quan viên muốn hỏi. Rồi, một điểm thứ hai nữa đó là trong thời xa xưa của Đức Phật Ca Diếp, Ngài bay ra cùng với 7 người bạn tu. Lúc đó thấy Phật Pháp ở thời Ngài Ca Diếp đang suy tàn. Những vị tăng ở lúc đó đó không có tu phạm hạnh, họ không có miên mật để tu, cho nên 7 người này đau buồn và họ đã cùng với nhau đi lên một cái đỉnh núi. Và khi lên đỉnh núi rồi đó thì 7 người này mới thề nguyện là: một là chứng thánh quả, hai là chết ở đây. Do đó họ đã cắt cái dây leo để lên trên núi, tức là không thể đi xuống tức được, tức là không có thể trở xuống được, tức là không có con đường nào hết, chỉ có một con đường là tu thôi. Và khi mà tu như vậy đó thì họ quyết tâm tu cho đến ngày thứ năm, thì một vị ở trong những vị đó đó đã chứng A-la-hán. Và vị này khi đã có thần thông rồi thì ông ta đến bắt Câu Lưu Châu để khất thực, muốn đem thức ăn về cho bạn mình. Nhưng mà những cái người này quyết chí không ăn. Và ngày hôm sau nữa, tức là ngày thứ sáu đó, một vị nữa chứng A-na-hàm và xin về Tịnh Cư Thiên. Sang đến ngày thứ bảy đó, 5 vị còn lại do không được chứng quả, cho nên 5 vị này đã chết. Thì đó là bị chết đói. Đã bị chết đói. Thì đó là hai cái lý do mà để cho cái vị Bahiya này bị sóng đánh 7 lần mà vẫn còn sống. Rồi Phan Duyên có câu hỏi nào tiếp không? Tức là đó là cái phước. Đúng rồi, 7 lần, đúng rồi. 7 lần. Đó là cái phước. Đó là cái phước của ông đã tạo được từ tiền kiếp, cho nên mọi người chết hết mà ông không chết. Dạ, đúng như rồi. Vậy chúng ta để ý ở cái điểm là nhân quả và phước đức mà chúng ta tạo sẽ không bao giờ mất. Dạ. Đó có phải là ý của cô không ạ? Dạ, cảm ơn Quang Duyên nhé. Vậy thì kính thưa quý vị, theo trong kinh văn thì chúng ta thấy rằng sống trong sự cúng dường của dân chúng suốt một thời gian dài, ai cũng nghĩ ông là một bậc thánh. Và ông ban đầu thì ngạc nhiên, mà sau đó ông bay ra nghĩ mình cũng là một bậc A-la-hán thật sự. Nhưng mà lý do gì sau khi vị thiên nhân vì lòng thương xót đã đi đến nhắc nhở ngài Bahiya rằng ông không phải là A-la-hán, ông chỉ cũng không phải là một người đang đi trên thánh đạo, ông hãy đi đến
tìm Đức Phật để cầu xin giáo pháp. Lý do gì mà ông nghe lời và vội vã đi ngay? Nhằm ví dụ như Quang Viên, chắc Quang Viên nghe thôi. Từ từ. Tôi đang vui sướng. Việc gì tôi phải đi. Thì theo chị Bảo Châu, chị lý giải về vấn đề này như thế nào? Cảm ơn Quang Viên hỏi câu đó. Thì thưa quý vị và các học viên, thì Bảo Châu cũng tham khảo qua chú giải mà do thầy Huyền Châu hướng dẫn là phải đọc về chú giải đó thì mình hiểu sâu sắc hơn. Thì Bảo Châu nhận thấy rằng là cái đây là cũng giống như anh Minh Từ nói với lại chị Lệ Đạo cũng nêu lên rằng là lý nhân quả, mình không tránh được cái lý nhân quả thì trong tiền kiếp. Nhưng mà sao lý nhân quả mà lại liên can tới việc ông đi liền sau khi nghe? Thì trong đây đó được lược giải rằng là trong tiền kiếp ông đã gặp được Phật trong cái thời mà đây có nói là trong cái thời cổ vị Phật á, thì Đức Phật Liên Hoa Thắng khi mà đã sau khi ông nghe Đức Phật tán thán cái việc mà làm sao mà làm để thánh để chứng được một vị thánh A La Hán thì ông cái lòng ông nao nức, ông muốn làm sao giống như vậy. Tức là ông đã phát một cái tâm hoan hỷ từ với lại ông phát cái nguyện là ông sẽ thành một ông sẽ làm sao tu tập như thế nào để thành một vị A La Hán là chúng ta phải phát nguyện. Thì cái từ đó là cái phát nguyện là rất là quan trọng trong việc tu học. Thì mình phải có cái lời phát nguyện thì nó sẽ theo mình, cộng theo nữa là phải sự tu tập. Với lại trước hết là mình phải tính, có tính tâm với Tam Bảo. Với lại với người Phật tử chúng ta thì trước hết là phải quy y Tam Bảo, phải có tính tâm với Tam Bảo, rồi mình học giáo pháp, rồi mình theo đó mình tu tập. Với lại quan trọng nữa là quý thầy thầy Huyền Châu cũng nhắc nhở là mình phải có lời phát nguyện thì nó mới thành tựu. Còn mình không phát nguyện thì cái mình không có nguyện gì để mình phát thì cái kết quả nó sẽ không được mỹ mãn. Thì đó là cái lý do chính là ông đã có lời phát nguyện từ tiền kiếp. Nhưng khi một khi ông được ông thiên nhân nhắc nhở thì cái sự cái chữ Phật tính của ổng đã có trong ổng nhắc lên thì ổng bực tỉnh lên thì ổng liền muốn gặp Đức Phật để Phật thuyết cho ổng một bài pháp nào đó để cho ổng mau thành vị A La Hán. Như vậy với giả lại là Bảo Châu thấy trong này nó đã nói rằng là cái duyên của ổng, cái quả của ổng cũng đã chín mùi. Thì cái đó thì chúng ta không biết phải không, chỉ có Đức Phật mới Đức có thể hiện ra. Thì mình cũng đọc theo cái chú giải này mình nói là khi một vị A La Hán mà đã sắp sửa chỉ có Phật mới biết thôi, rồi thì ổng không biết như vậy nhưng Phật biết. Thật ra Phật vì lòng từ bi mà Phật độ cho ổng. Thì theo Bảo Châu nghĩ rằng là trong bài học này nó rất cho chúng ta có rất nhiều ý nghĩa. Quang Viên nghĩ vậy không? Có rất nhiều ý nghĩa. Như vậy theo lời nói của chị, theo cái chú giải mà chị đã học hỏi được trong kinh sách, tức là một cái phát nguyện cũng sẽ không bao giờ mất, giống không như nhân quả, giống như nghiệp báo, dù tốt dù xấu. Và cái phát nguyện cũng vậy, cho dù mình trôi lăn nhiều đời, nhiều kia kiếp, mà khi đã có phát nguyện, có tín tâm, dù mình đã quên, gọi là đi qua cầu nại hà ăn cháo lúa, qua cầu nại hòa ăn cháo lúa, và chúng ta quên mất những cái phát nguyện, cái tín tâm ngày nào đấy. Nhưng mà khi có một vị, có một cái duyên lành nhất là mình sẽ nhớ. Nhân duyên, đúng rồi, Quang Viên nói chuyện nhân duyên, Bảo Châu mới nhớ là rồi. Phải có theo nhân duyên. Là nhân dạ, duyên. Phải nhân duyên, mà nhân duyên mình phải tạo cái nhân, mình phải làm cái duyên nó tới nữa. Chứ không, mình ngồi không thì nhân duyên nó sẽ không tới. Cho Lệ Đạo gót thêm một ý nữa. Thì trong cái vấn đề phát nguyện này đó, chúng ta đã học và biết và thầy cũng đã dạy nhiều lần. Tức là trong mọi việc, nhất là cái đường tu hành, chúng ta phải phát nguyện. Tại vì nếu mà không phát nguyện đó, gặp duyên đâu chạy theo đó. Chúng ta không có cái nguyện giữ. Ví dụ như chúng ta muốn làm chuyện này nhưng mà không phát nguyện, rồi thôi cái này vui hơn, chạy đi theo nó. Thành ra cái nguyện của mình nó không có tròn và không bao giờ mà mình đạt được hết. Chúng ta phải có một cái lập trường. Vâng.
Anh Minh Từ có muốn bổ sung gì vào vấn đề này? Có bộ hay ạ? Dạ đúng, tất cả nói chung cái bài bản kinh văn này, nó cái câu chuyện này thầy cho coi thôi, mình thấy cũng rất là đồng ý với lại các quý vị đồng học ở đây, là vấn đề là về nhân quả, vì phải có phát nguyện, phải có quy y, phải có thành tâm, và phải có, vì như vậy mình mới có chí hướng mình theo, chứ không có nay bữa nay thế này, nay bữa kia kia. Thì nếu vì ông Minh Từ nghĩ là vì cái ông thương gia Bahiya, ổng cái đời sau đó, ổng cái trước đó ổng là làm tội nhiều, nhưng mà đời sau đó ổng có chí tâm tu, quyết tâm tu, ổng có chí hướng, ổng theo nhiều, ổng siêng tu, thì ổng mới bồi đắp được cái phước đức đó. Mà sau này khi mà được Phật, hoặc là được một người nhắc, được Phật nhắc như vậy, thì ổng mới khơi dậy được. Chứ nếu mà ổng đi tu chơi chơi thôi thì chắc có lẽ là ổng không nhớ gì hết. Với lại bà Châu thấy cái này là thiện tri thức. Đúng, này thiện tri thức rất vậy, thiện vậy, vị thiện nhân này là một thiện tri thức của ông. Dạ, mình dạ. trong đường tu tập của mình phải cần có thiện tri thức. Mà thiện tri thức ở đây mình có thể nói rằng là một người thầy hướng dẫn cho mình, một người bạn đồng tu, tất cả người xung quanh của mình đều là thiện tri thức. Nhưng mà phải xuống chuyện việc đúng phải không? Nhưng mà mình phải có cái sự suy nghĩ đúng đắn, mình phải có cái chánh kiến ai là thiện tri thức của mình. Vâng. Phải đúng không? Vâng. Như vậy là chúng ta đã đi qua được nhân quả, nghiệp báo, tín tâm và sự phát nguyện là rất là quan trọng cho cái đường tu học của chúng ta. Vậy thì khi mà ông Bahiya được vị tiên nhân nhắc nhở, và ông đã suốt đêm, suốt ngày đi không nghỉ để đến thành Xá Vệ gặp Đức Phật, thì lúc khi ông gặp Phật, ông quỳ xuống tác bạch để xin Đức Phật trao giới pháp, giáo pháp để ông tu tập. Ông đã năn nỉ lần thứ nhất, lần thứ nhì Phật đều không cho chấp nhận. Lần thứ ba ông năn nỉ quá thì Phật mới cho ông một bài pháp ngắn. Thì trong cái vấn đề này, mời anh Minh Từ trả lời lý do vì sao mà có người xin giáo pháp mà Phật lại không trả lời. Minh Từ cũng xin thưa với quý vị khán giả đang theo dõi và quý học viên, thì Minh Từ nghĩ rằng là đặt vào trường hợp của Minh Từ trả lời rất là dễ, tại vì Minh Từ rất là mong, rất là muốn được nghe cái lời khai ngộ của Phật, giống như ông thương gia này vậy. Thì mình mong muốn rất là nhiều, cho nên mình mới đã có người đã nhắc đến cho mình cái chuyện đó, thì mình phải nhanh mà tìm đến. Mà khi tìm đến thì mình lại quá mừng, mình đâu có thể nào mình chờ đợi hơn nữa, cho nên mình phải mong cầu. Mà mình mong cầu thì mình phải xin thỉnh. Thì có lẽ là Đức Phật lúc này đó, theo như Minh Từ đọc trong bài chú giải đó, thì rất là Phật có cái quy tắc đó là phải thỉnh thưa ba lần thì Phật mới ban và trong mà nhất là lúc đó lại là đang lúc là khắc thực, cho nên là Phật phải chờ cho ông thỉnh đến lần thứ ba thì Phật mới bắt đầu giảng. Và hai nữa đó, thì Minh Từ nghĩ là Phật cũng thương cái ông thương gia này ghê đó, đúng không? Tại vì ông Phật biết là ông chạy mệt như vậy, đúng không? Mà Phật cũng phải để dành hơi cho ông nghỉ để mà ông mới nghe được. Rất là từ bi. Nếu mà mình hấp tấp quá thì ở trong này nói cũng rất là hay. Minh Từ nghĩ cũng phải học là như vậy, tại vì nếu mà mình hấp tấp quá, mình đến đó mình cũng không có nghe được cái gì. Thì mình tâm mình cũng còn đang náo loạn, cũng chưa có định định được, thì mình nghe được cái gì mà mình khai ngộ. Cho nên là với cái chủng tử đã có sẵn như vậy, mà ông thương gia ông đến thì Phật cũng thương ông này lắm, Phật cũng chờ đến ba lần để cho ông nghỉ hơi, để cho ông xuống từ từ rồi Phật mới giảng. Như vậy tức là Phật cũng tìm cái căn duyên để cho ông mới mở ra cái đó mà khai ngộ cho ổng được. Chứ nếu mà Phật nói và cái lúc mà ổng đang hớt ha hớt hải, cho dù ổng có muốn lắm đi nữa thì sợ nhiều khi nó cũng không có tiếp nhận được hết lời. Như vậy theo ý của anh Minh Từ, cái việc mà thầy Đức Phật chờ ba lần mới trả lời, có phải nó nằm trong cái khế cơ, cái lý và cái thời mà Đức Phật vẫn thường dạy cho chúng ta đúng, hay không? Đúng rồi. Trời, cảm ơn chị Quang Miên dễ sợ. Tại nó Quang Miên hỏi thôi. Nhắc bài Minh Từ học xong rồi nhiều khi gặp lúc cũng quên á. Dạ đúng rồi đó, thầy với lại giảng bài lúc nào cũng là nói là như vậy. Khi giảng một cái gì muốn cho người khác tiếp thu, mình đưa đến cho người ta món ngon vật lạ,
nhưng mà không đúng lúc người ta cũng không thích, và không có đúng thời người ta cũng chẳng thích. Mà nếu mà mình không có làm những cái đúng như cái phương diện đó thì có lẽ là cái lời hay ý đẹp hoặc là của ngon vật lạ cho một người nào đó cũng chẳng có được cái lợi ích gì hết. Cho nên ông bà mình thường có câu là một gói khi đói bằng một một miếng khi đói và một gói khi no. Tính đạo. Dạ. Vâng, cảm ơn anh Minh Tư rất là nhiều. Đó là một như vậy chúng ta lại học thêm biết thêm về một điều nữa, đó là chúng ta phải chờ cái lý, cái cơ và cái thời trong khi chúng ta học hoặc là muốn hành pháp một chút xíu. Và câu hỏi một câu hỏi nữa là ông Bahiya, tuy rằng ông chứng thánh quả nhưng mà ông vẫn chưa phải là một vị tỳ kheo, thì nhưng mà tại sao Đức Phật lại dạy xây tháp cho ông? Thì có thể nào chị Bảo Châu trả lời câu hỏi này hay không? Cảm ơn Quang Viên. Kính thưa quý vị và quý học viên hai lớp, thì theo cái sự mà tìm tòi trong cái chú giải với lại mình cũng nghe giảng về cái mà một vị A-la-hán mà khi đã chứng quả thì có rất nhiều cái phước đức, phước báo mà mình phải nên cúng dường. Có phải không? Tức là mình nên cúng dường một vị A-la-hán để cho mình có phước. Dạ. Như vậy là Đức Phật tạo điều kiện cho các vị tăng này cúng dường ông hay là sao? Đáp theo ý chị nghĩ như thế nào? Theo Bảo Châu hiểu thì là bậc A-la-hán là một bậc mình phải cúng dường. Tại vì đó là một cái vị ứng cúng xứng đáng để được xứng đáng để mọi người cúng dường. Và chúng ta học được thái độ gì trong cái việc Đức Phật dạy chúng ta và dạy cái việc cúng ông? Theo một cái người phàm như mình á, mình phải nên tôn kính. Tôn kính những ai? Tôn kính những bậc ý của chị. Tôn kính những bậc mà đã thành đạo. Những bậc vị vậy nếu nói như chị vậy thì những cái vị mà đang tập tành đi không ai cúng hết mà họ làm sao họ có đủ điều kiện để họ học tập họ cái đi này đây đó, này là một vị A-la-hán với lại mình khi mình cúng dường thì mình phải cúng bình đẳng nữa, thì mình bình đẳng, mình không nên phân biệt là người đó là tu theo đạo thừa ở đại thừa hay là tiểu thừa hay là những người nào có vậy là theo ý của chị là chúng ta phải học cách cúng dường, cung kính và cúng dường để tạo phước đức cho bản thân. Cô Bà Diệp Lệ Đạo có đồng ý không? Hay là Minh Từ có gì bổ sung thêm cho cái vấn đề cúng dường này không? Theo ý nghĩa của Lệ Đạo á, thì hồi nãy Bảo Châu có nói tới cái vấn đề mà cúng dường bình đẳng. Thì ở đây cái vị Bahiya này có một cái á, là vị ấy vẫn còn là thông cư sĩ. Đúng rồi. Đó. Nhưng mà Phật dạy á, là phải xây tháp, phải trà tị ông như là một vị đã chứng thánh. Thành ra khi mà đã chứng thánh rồi thì không có phân biệt là thân cư sĩ hay là thân của người xuất gia. Thì đó là cái bình đẳng của Đạo Phật. Nó bình đẳng ở cái quả vị chứng, chứ không phải là cái người đó là người như thế nào. Theo Lệ Đạo hiểu như vậy. Vâng, cảm ơn cô Lệ Đạo đã bổ sung cho cái ý này. Cảm ơn cô Lệ Đạo nhiều. Vậy thì cái này Minh Từ xin cho biết rất là vắn tắt vì sao mà ông chứng A-la-hán chỉ có một cái câu dạy của Phật rất là ngắn mà ông chứng liền. Sao mình tu bao nhiêu năm không chứng? Anh cho một câu rất ngắn trả lời dùm thử. Mày... Tại căn cơ. Đúng. ông như mình đã nói trước là ông đã có cái lời phát nguyện từ trước. Vậy thôi chúng ta chúng ta hãy để dành cái câu hỏi này ha. Vì sao mà ông lại chứng thánh quả chỉ sau một cái câu dạy rất ngắn của Đức Phật mà bao nhiêu người tu bao nhiêu kiếp vẫn không chứng được cái gì? Thì chúng ta sẽ để dành câu hỏi này và vào lần sau ha. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã theo cái buổi thảo luận hôm nay thì Quang Viên có thể rút ra được những bài học này là chúng ta thứ nhất không có nên vọng tưởng. Nếu mình chưa chứng thì mình cứ nói mình chưa chứng chứ mình đừng có tưởng mình không phải là cái mình đang là. Rồi tác động của nghiệp lực, tác động của nhân quả nó rất là quan trọng. Mình là ai, nhân quả đã tới, nghiệp xấu đã tới, nó đều tới, không có tha cho ai cả. Và Phật dạy thì theo lời của Phật chúng ta lúc nào cũng phải khế cơ, khế lý và khế thời, và chúng ta phải nên tinh tấn tu tập thì mới có kết quả tốt được. Cho nên qua buổi thảo luận hôm nay, Quang Viên hy vọng là chúng ta đã cùng nhau nêu lên một số kiến giải trong Phật học, và mời quý vị hãy cùng tham gia. Email về địa chỉ
thảo luận Phật pháp @gmail.com. Thảo luận Phật pháp, các vị viết liên tục không có dấu, @gmail.com, và các vị cho thêm những ý kiến bổ sung góp ý. Thầy giám viện sẽ xem bài nào, câu góp ý nào có hữu ích, bổ ích cho tất cả chúng ta cùng học tập, thì thầy giám viện sẽ cho chúng ta học tuần sau vào là cuộc thảo luận tuần sau. Bây giờ mời quý vị chào quý khán thính giả và chúng ta tạm biệt nơi đây. Lê Đạo xin trân trọng kính chào quý khán thính giả và các học viên đã xem chương trình này. Bảo Châu cũng kính chào quý khán thính giả và quý học viên, và hy vọng chương trình mới này sẽ giúp ích cho quý vị tinh thần hơn trong công việc tu tập. Dạ, kính thưa quý vị, cho Minh Từ dài dòng một chút xíu ở chỗ đoạn cuối này, là cái chương trình thầy mới đưa ra này là rất là gấp rút mà cũng rất là hay. Thầy Minh Từ rất là thích cái chương trình này, mặc dù là phải làm việc rất là nhiều, mệt nữa, mà hơi căng thẳng, nhưng mà chính vì cái chỗ đó mình có thể học được nhiều, tại vì mình tự mình học bài, cũng giống như đúng như cái phương cách giáo dục của mình học ở bên này. Nếu mà mình cứ ngồi mình nghe trong lớp không, hoặc là mình có duyên mình ngồi ở nhà mình nghe không, thì cái đó cũng đã là tốt. Nhưng mà bây giờ mình học, mình tích cực mình học, mình tra cứu bài, mình tìm hiểu, thì cái này là mình tự mình học lấy, thì nó lại đúng cái phương châm mà thầy muốn hướng dẫn mình hơn. Thì nếu mà quý vị thấy là cái chương trình này là hữu ích mà có đóng góp được nhiều, thì xin mời quý vị hãy đóng góp ý kiến và giúp cho Minh Từ được học hỏi thêm, hoặc là sửa đổi thêm những cái vào trong những lần học và lần sau. Minh Từ rất mong được nghe cái ý kiến của tất cả quý vị. Vâng, cảm ơn Minh Từ và các vị ở đây. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc các vị thân tâm thường an lành. Đắm say dòng tha mãi là căn nguyên sinh tử luân hồi, muốn lên bờ tịch xứ ba chánh đạo đi từng bước thành thơ, lạy đấng minh hạnh tôi.